Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, vì địa giới thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, vì thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vì vô minh thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não thanh tịnh. Vì hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não thanh tịnh, nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên bố thí ba la mật đa thanh tịnh, vì bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bố thí ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp không nội thanh tịnh, vì pháp không nội thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, vì chơn như thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên thánh đế khổ thanh tịnh, vì thánh đế khổ thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, vì thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh.
Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.